Nhắc đến cụm từ trường nhà người ta, trường nhà giàu, trường toàn người hiện ra đã ở giạt đích. Ai cũng nghĩ đến những ngôi trường có chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất tân tiến cùng mức học phí hơi đau dí. Nghe đến đây chắc hẳn bạn cũng đã hình dung ra một số ngôi trường rồi nhỉ, và biết là cái tên mà bài viết này muốn nhắc đến. Luôn nhiều người biết đến với những confession gây bão mạng xóm hội như làm cách này để đậu chiếc xe ô tô, hay gần nhất là mới đây, sinh viên Miết lại một lần nữa trở thành tâm điểm xem xét của dân mạng khi đăng tải bài viết rớt môn là coi như đốt quà mã chiếc. Rớt môn là coi như đốt quà mã chiếc. Nguyên văn bài viết như sau. Câu nói người ta hay đùa, sinh viên Miết rớt môn là coi như đốt quà mã chiếc sao cùng lại xảy đến với mình mọi người à. Thà kẻ lười biếng, chỉnh mãn rớt thì nhân nào quả đấy không có gì là bất hợp lý, còn mình thậm chí đến lúc nhận cái email này vẫn không thể tin được mình đã làm cái gì sai để rớt. Mình đã rất tự tin với hai bài đáp đầu có số điểm ổn thỏa, để rồi bài thứ ba giáng một đòn chí mạng thế này. Mình không thoát khỏi được cảm giác thất bại này, mình cảm thấy cổ họng nghẹn tới không thở được. Mình vừa dứt vào thùng rác sơ sơ gần 70 triệu, chà, thần trí mình nửa tỉnh nửa điên tới độ tự mỉm cười một mình rồi nghĩ. Dám mà lời người ta đồn đại sinh viên Miết không cần học hành cũng ra trường là sự thật, lần trước tiên mình phải ước như thế đấy. Ít nhất điều đó thành sự thật thì mình không phải là đứa quăng tiền qua cửa sổ. Chán thật đấy, mọi người à. Với độ hoa sẵn, đoạn confession đã năng chóng lôi cuốn sự xem xét của dân mạng. Chỉ sau ít giờ đã thu về lượng like, share và comment khủng. Trước tới cũng rớt môn đầu bế tắc lắm. Chưa hoàn hồn rớt thanh lịch môn thứ hai rồi này, bạn tờ, lờ, tờ bình luận. Một môn của bạn bằng gần cấp tốc 7 lần học phí một năm bên mình, bạn tờ, về một sinh viên trường khác cho hay. Ủa mới thi xong ra thấy cái dòng này cảm thấy tinh thần lại hoang mang gian khổ thật sự, bạn Nguyễn Anh chia sẻ. Chắc nhà cậu có cả hàng nghìn chiếc không sao đâu, bạn Nguyễn Đăng Hiền. Còn với bạn, rớt một môn bằng bao nhiêu chiếc nhỉ?